nhau. Trưa nay cả nhà mình ạ, về ăn trưa luôn nhá. Tạm thời chịu khó cho em hơi khứa một tí, nhưng mà chịu khó cho em ạ. Ăn cho mà lên có thời gian nghỉ, chứ mọi người mà lên rồi thì kêu chờ người này người kia xuống mặt rất là lâu mất thời gian. Cái này vào thẳng rửa chân quán sản cho vào thẳng các bạn nhà mình ăn luôn, ăn trưa luôn. Sau ăn trưa nghỉ trưa một tí theo kiểu người Việt Nam một tí ạ, mình nghỉ trưa đúng 3 giờ chiều ạ, 3 giờ chiều đúng 3 giờ nhé, thoải mái ạ. Đoàn nhà mình thoải mái nhá, cả tất cả mấy đoàn luôn ạ, đúng 3 giờ cả xe 1, xe 2, những ai ngồi trên này ạ, đúng 3 giờ nhá. Mình tập trung ở dưới để gần khách sạn à, xe người nào thì đi xe người đấy ạ, hướng dẫn viên của đoàn nào thì đi theo hướng dẫn viên của đoàn đấy ạ, đúng 3 giờ ạ. Nhà mình chiều nay sẽ tham quan ạ, à, vườn hoa lan, à, núi Phật ạ, à, núi mà nơi mà có khắc tượng Phật mà rất kỳ quan của thế của Thái Lan đấy, à, nơi có 999 kg vàng đấy, à, đấy. Thì chiều nay ạ, ăn mang càng đẹp thì càng tốt ạ, nhá, đừng càng ngắn nhá, mà mang càng đẹp thì càng tốt để làm gì ạ, chụp hình, chụp ảnh nhá, đấy ạ. Thì trưa nay mà máy ảnh của ai mà chưa sạc thì sạc đi, đừng có chiều mà có chụp ảnh. Mình sẽ đi từ chiều, từ 3 giờ chiều đến ạ, 10 giờ đêm mới về đến sản đấy ạ. Nhá, đi đến 10 giờ đêm, 10 giờ 30 đêm đấy, mới về đến khách sạn đấy ạ. À, vì số BD của nhà mình tối nay là 9 giờ 30 ạ. 9 giờ 30, thì nhà mình ăn xong thì đến số BD đấy luôn. Đấy ạ. Không có quay về khách sạn nữa nhá. Nên nhà mình ạ. Không có quay về khách sạn ạ? Không quay về khách sạn, lúc nào mà xe quay về khách sạn tức là chương trình hết. Thế chiều nay em không đi Hoa Lan thì sao? Chiều nay mình không đi ạ. Thì đi thẳng ở đây ạ? Hả? Cứ ở nhà. Lúc nào như thế nào chủ động liên hệ với mình, okay, ăn chỗ okay, nào thì liên hệ. Ai không đi ạ, phải báo trước mà em một tiếng để em đến người. Okay, okay, còn mà đúng giờ thì xe cứ chạy nha, được không ạ?